Thơm à. Tôi hết rồi. Hả? Ôi, tiền của tôi, tiền của tôi. Tớ xin lỗi cậu. Ôi, không sao đâu, chỗ này vẫn còn sạch, vẫn ăn được cậu ạ. Thôi cậu đừng ăn cái đấy, bẩn lắm. Cậu ăn pizza của tớ đây này. Hả? Hả? Thơm quá. Tớ cảm ơn cậu nhá. Ừ, không có gì đâu, cậu ăn đi. Cậu không được ăn cái này. Hả? Ơ, trả đồ ăn lại cho tớ. Trong này có độc đấy, cậu không được ăn. Hả? Cái gì cơ? Có độc á? Ừ, để tớ kể lại cho mà nghe. Nhiều tiền quá, đang đúng lúc mình không có tiền đi chơi nét. Số tiền kia sẽ thuộc về mình. Trời ơi, nguy hiểm quá. Không được, mình phải giúp bạn kia mới được. Ủa, đó, trời ơi, như vậy đó. Trời ơi, suýt nữa thì tớ đã ăn mất miếng bánh rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhá. Ừ, không có gì đâu, việc tốt nên làm mà. Chết tiệt, con bé kia là hỏng hết kế hoạch của mình. Trông cậu đáng thương quá, mà tại sao cậu lại ngồi ở đây? Thực ra tớ không có bố mẹ, cũng không được đi học. Bây giờ phải đi ăn xin để kiếm sống qua ngày thôi cậu ạ. Mấy cái đồ này cậu đừng ăn nữa. Hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa no nê luôn. Ủa? Thật vậy sao? Trời ơi, cả cuộc đời của tớ chưa có ai tốt với tớ như cậu luôn ý. Không sao, từ giờ tớ với cậu sẽ là bạn tốt với nhau. Cậu đã được đi ăn đồ ăn vặt ở xe ô tô bao giờ chưa? Hả? Xe ô tô mà bán cả đồ ăn vặt luôn á? Ừ, có mà. Tớ chỉ thấy bán đồ ăn ở xe đạp với cả xe máy thôi. Ừ, thế thì hôm nay sẽ dẫn cậu đi ăn thử đồ ăn vặt ở trên xe ô tô sẽ như thế nào. Ui, thích quá, đi thôi cậu ơi. Ừ, đi, đi. Đây, đây, tớ hãy dẫn cậu đi. Đây, quán xe ô tô đồ ăn vặt đây này. Đâu, đó, cậu thấy chưa? Bán đồ ăn to như thế này luôn đấy. Đúng vậy, ở đây cái gì cũng có luôn. Cậu thích ăn món nào cũng sẽ có món đấy. Thì anh sẽ từ sẽ dẫn cậu. Hôm nay sẽ dẫn cậu đi ăn thoải mái đồ ăn vặt trên chiếc xe ô tô này luôn. Go. Ở đây này, có menu rất đa dạng luôn nha. Đó, bên này có cả hamburger. Rồi, có cả bếp nấu luôn. Hả? Đây là cái gì đây? Hả? Thế là cái mu trần ở trên đấy. Wow. Có luôn. Ui các bạn ơi, xe ô tô này trông rất di động luôn đi. Ôi, cái gì mà đấy luôn. Đây này, đây này. Tôi chọn món gì cũng được đúng không? Cậu thích món gì cậu chọn món đấy đi. Hôm nay tôi sẽ mời cậu. Wow. Ui các bạn ơi, có cả pizza hamburger này. Tớ sẽ ăn cái này. Đây, tớ sẽ chọn hamburger 2 nhân gà nha. Thôi, mình rất thích ăn gà luôn. Ui, các bạn ơi, bên này còn có cả rất nhiều loại khoai tây chiên luôn. Các bạn ơi, tớ sẽ lấy khoai bò phô mai và cánh gà chiên phù. Nào, lên đây nấu nước phù nha. Rất là thơm luôn. Bây giờ sẽ cùng mình chiên gà nha. Rất là thơm luôn. Ở đây có bạn nào chiên gà rán giống mình không? Vậy thì comment phía cho mình biết với nhá. Đầu tiên mình nấu ăn trên chiếc xe ô tô này các bạn ơi. Một trải nghiệm rất là thú vị và mới lạ luôn. Đây, ngồi ăn như là bọn mình sẽ ngồi thẳng ở vỉa hè luôn nha các bạn đó. Hả? Boosting nha. Ui trời ơi các bạn ơi, mình chưa bao giờ ăn một đồ ăn vặt vỉa hè nào mà nó xịn xòi như này luôn ý. Trời ơi, nhìn như này là mình biết rồi. Đúng là mê khoai tây, rất là xanh ăn luôn. Ui trời, đây có là gì đâu, cậu ăn hết vậy đi. Nếu mà có con chuyện non, cứ gọi tiếp, ăn tiếp luôn. Ui, tôi không thể đợi chờ nữa rồi. Mình ăn luôn được chưa? Ăn đi, ăn đi. Tớ ăn thử món khoai tây bò phô mai xem nào. Khoai tây rất là mềm luôn. Và bây giờ tớ sẽ thử miếng vừa bò vừa khoai tây. Ui. Trời ơi, sao nó ngon như này. Hả? Lần đầu tiên ăn vỉa hè mà ngon như này luôn đấy các bạn ạ.
bình thường đồ ăn khoai tây chiên tôi thấy là ngon lắm rồi. Đây là còn ăn với cả bò bằm nữa. Wow. Ừ, lát luôn. Cái món này ngon lắm luôn nha. Sao béo ngậy luôn em. Nó sốt nè. Bò bằm nè. Ăn với chút phô mai. Ngậy ngậy thơm thơm nữa. Ui các bạn ơi, đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy chiếc hamburger ngoài đời luôn. Bình thường mình chỉ được xem ở trên TV thôi. Hôm nay được cầm hẳn vào bằng bánh bằng thịt này. Cái này ăn như nào ấy? Có cần phải tách vỏ ra để ăn không? Không à, không mà, cậu cứ ăn thẳng luôn đi. Hả? Ăn miếng to này luôn á? Đúng rồi. Nhìn cũng giống bánh mì Việt Nam hết nhỉ? Thịt rất là ngon luôn. Bánh mẻ gọi là rất nhiều thịt luôn đấy các bạn ơi. Rất nhiều topping luôn. Mà để bánh còn rất là mỏng một chút nên là rất dễ ăn nha. Rồi ơi. Trời ơi, cái bánh này nhá, mình thích ở điểm cái vị nó rất là ngậy luôn. Mà lại có quá nhiều nhân. Trời ơi, mình không nghĩ là một ngày mình được ăn một chiếc bánh mà nó to như này luôn đấy các bạn ạ. À. Rồi. Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi được ăn phô mai. Rồi, rất là ngậy và béo luôn. Đây các bạn ơi, mình đã gọi một chiếc bánh bắp chicken này các bạn nè. Wow. Ôi trời. Cái này có 3 người ăn đấy chứ. Cái này mình thấy nó gần giống như ở bánh tacos nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử nào. Wow. Siêu ngậy và béo luôn. Bruh. Ôi nó to quá các bạn ơi. Mà ăn đã ăn nha. Bên trong nha có là các loại rau này, xong rồi cả ngô ngọt này, rồi sốt này, xong rồi gà rán nữa, phô mai siêu béo. Cái bánh này, cái đế bánh, cái vỏ bánh ấy nó hết giòn hơn, mỏng hơn so với tacos nha. Nên là ăn ấy nó sẽ cảm nhận được kiểu như ở toàn nhân, còn cái vỏ bánh nó rất là mỏng luôn. Đây món cuối tôi mời cậu thưởng thức chính là món cánh gà rán chiên xu nha. Ở đây còn có cả găng tay cho bọn mình ăn nữa này. Ui dồi ôi, găng làm gì? Bình thường tớ ở nhà tớ mà ăn này là tớ cắt tay thôi. Phải đeo găng vào mới hợp vệ sinh. Bây giờ là thử cái món gà rán của mấy khoai tây chọn nhá. Wow, tổng hợp tay qua các bạn ơi. Ngon. Ngon. Rất là thơm các bạn. Còn đang nóng hổi chứ. Cái da gà nhá. Ăn không mềm bị cấy. Mà thịt lại ăn rất là mềm. Ôi ôi. Đầu tiên tớ ăn cái gà rán ngon như này luôn đấy. Tớ thấy cái món gì ở đây cũng khen là ngon và là đầu tiên cậu được ăn. Chúc cô ấy, tại vì đây là lần đầu tiên tớ mới được ăn món này ấy. Nào, cùng mình thưởng thức nha. Rồi. Chiên giòn luôn, thơm nha, thịt bên trong thì mềm nữa các bạn ạ. Ôi nóng hổi, ăn cái gà chiên giòn nóng hổi nó mới ngon này các bạn này. Mình phải công nhận là tất cả đồ ăn ở đây nó ngon không kém các cửa hàng nổi tiếng các bạn ạ. Đặc biệt là gà rán này luôn, ngon xuất sắc. Với một người khi ăn gà rán như mình ăn thì cái hộp này chỉ hết được 5 phút thôi các bạn ạ. Mình ăn 10 hộp này mình ăn được. Từ chút để tớ ăn cùng với con đấy hết phần của tớ. Vừa mềm lại còn vừa giòn, quá là tuyệt vời. Khi ăn đồ ngậy đồ béo là không thể thiếu đồ uống có can nha các bạn. Siêu đã luôn. Nhưng mà uống nhiều thì không tốt đâu, thỉnh thoảng uống thôi nha. Buổi này, tớ đi ăn món này ngon thật. GG sẽ dẫn cậu đi ăn quán ăn bằng xe ô tô. Đồ ăn vẫn ngon, nhưng mà giá sẽ rẻ hơn. Ồ, thật hả? Có luôn á? Có, đi. Đi. Đây, tớ dẫn cậu đi. Chia rồi. Thế hả? Đấy là đi. Đây là xe ăn vặt mà tớ hay ăn. Cậu thích ăn loại nào? Hả? Rất nhiều luôn. Mà nhiều đồ ăn ngon ghê ha. Cậu phải ăn thử tôm chia đi, ngon cực kỳ luôn. Đây, cậu chấm với cả tương ớt. Wow. Ngon quá vậy. Ui, ngon quá. Tớ phải ăn thêm miếng nữa. Wow, có cả xiên gì đây trông lạ quá vậy. Xiên tôm thì ngon rồi nha. Xiên mình hình tam giác. Bên trong là nhân cá các bạn ơi. Rất là thơm luôn. Vỏ cũng ngoài giòn giòn nữa. Mấy cái xiên này ngon là đắt lắm đúng không? Không, nope. Mấy cái xiên này chỉ đồng giá 2.000 thôi. Cậu thích ăn bao nhiêu cũng được. Bình thường tớ ăn 30.000 thôi là tớ no cả ngày rồi. Đây là xúc xích của anh em nhá. Ô, cái này lạ này, để mình sẽ ăn thử. Bên trong có xúc xích rất là ngon luôn.
vỏ nước ngoài thì giòn giòn. Đây là mực đấy. Mực á? Ồ, lần đầu tiên thấy mực như này luôn á. Đấy, ở đây có đầy đủ thịt à, hải sản các kiểu còn gì nữa. Trời ơi. Không những có thịt thà hải sản mà còn có cả phô mai nữa cô. Phô mai là gì? Trong cái viên này đấy. Phô mai tan chảy luôn. Rất ngon. Có miệng là cái này, vừa dẻ vừa ngon. Nhưng mà ăn này, ăn nhớ đến khát nước quá cậu ơi. Đừng lo, đừng lo. Ở đây có nước giải khát cho cậu. Giá 5.000 một cốc này thôi. Uống ngon cực kỳ luôn. Ui, nãy giờ mình ăn hết 12 xiên rồi, không biết hết bao tiền. 30.000 thôi. Cộng thêm nước là 35. Ôi, nó căng ngục luôn. Đấy cậu thấy chưa? Vừa rẻ lại còn vừa ngon luôn. Đây chính là xe ăn vặt yêu thích của tớ đấy. Ui, wow. Tớ không nhận nó vừa rẻ đồ ngon thật. Mà ăn còn no căng bụng nữa chứ. Đấy, thấy chưa? Theo cậu thì cậu thấy xe đồ ăn giàu ngon hơn hay xe đồ ăn nghèo ngon hơn? Tớ thấy là xe đồ ăn nghèo hay giàu thì cũng đều cách ngon riêng. Còn các bạn thấy xe đồ ăn nào ngon hơn hãy comment thì cho mình biết với nha.